chào các bạn, mình là Phúc Phan TV đây. Thì mới đóng cá xong các bạn, bữa nay lại mưa nữa các bạn ơi. Nói chung là mưa là sáng lại dầu nữa. Mình đang chờ lâm dâm luôn nè. Các bạn nghe mưa nó dớt xuống cái thùng ngót á, bóp 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 à. Chiều hôm nay thì chắc không có gì đâu, cập nhật lại mấy cái dòng cá cũ. Với lại mình đang chuẩn bị hồ, lên thêm một số dòng cá mới cho anh em chơi. Thì nói chung là mình một cách mình cũng bán cá rẻ cho anh em chơi thôi. Đầu tiên là cái dòng HB Retro. Thì HB Retro này giá 30k. Thì anh em thấy không, mình nhìn top view cá vẫn đẹp nha. Thì bữa nay nói chung là quay top view hoài, anh em cũng cho coi clip. Thật ra là mình không có quay clip hay chụp ảnh với bạn, mình chỉ quay phim nhiều, quay clip dài xong mình đăng lên YouTube thôi. Nên anh em mà ghi gửi clip mình cũng biết sao mà gửi nữa. Thì đây một cái hồ sô này, mình sẽ vớt đại lên. Cái bầy cá này nó rất là sung các bạn, số lượng chắc còn là ít thôi bạn. Rồi vớt đại lên nè. Rồi mình để đây nha các bạn. Thì giờ cho coi các bạn coi. Hồi nãy là mình nhìn trong hồ là nhìn top view nè, thấy không? Cá rất là đẹp luôn nha. Anh em thấy HB Retro kiểu này là mê. Còn đây là cá mái nè. Để mình lao cái mặt kiến cá các bạn. Đó, cá mái thì cái đuôi chà bá luôn. Nó có về lưng luôn nha các bạn. Đuôi cũng nói chung là đuôi này nó chưa hắc nguyên, có nhầm con nó cũng hắc nguyên như cái con mà nó vô trong đây nè. Nè nè nè. Đuôi chà bá luôn. Trống cũng vậy luôn các bạn. Thì con dòng HB Retro này nó trống, thường nó nhỏ hơn con mái các bạn. Đó, anh em mà kêu mình gửi clip mình thì anh em lên coi ở trên đây, coi ở trên kênh YouTube mình là cá nó sao, là mình cập nhật mọi ngày đó là nó vậy luôn các bạn. Nên các bạn kêu gửi clip, đừng kêu gửi clip nữa, cá sao là nó vậy. Thì giá là 30k nha anh em. Bây giờ là đổ xuống thôi. Cá mình đây là rất là sung, sống ngoài trời nên anh em mua về là yên tâm. Đây là dòng Dumbo rất tay mà tay to bạn. Con mái thì nó ôm bầu rồi, các bạn nhìn con trống rồi bạn biết à. Thì đây này là mình kêu là Dumbo rất tay, nó tay to thôi, nó full latium ở trên lưng. Thì giá này mình bán cá này là nay mình nói giá luôn để anh em nhắn tin hỏi hoài. Thì mình bán này là 40.000 cặp nha các bạn, số lượng thì nó còn lại có nhiêu đây à. Thì đây là cái dòng HB Yano. HB Yano anh em nuôi top view cũng được nè, nuôi hồ thủy sinh được nè, nuôi hồ kính cũng được nè. Đó, thì cá này giá 25k thôi anh em. Cá gì mà có cái chị kia chơi cá màu nhạt không có màu. Đây này em show lên cho anh em xem nè, hớt đại nè. Con cá này là vốn dĩ là nó HB yellow, HB white các bạn. Nó là màu vàng, thì cái đuôi nó màu vàng. Nuôi hồ kính rất là đẹp luôn. Thì con anh em mà mua cá lưu ý nha. Con cá mà bỏ vô bịch mới ship về tới nhà thì nó sẽ không có, nó bị tụt màu nha các bạn. Bạn về bạn nuôi khoảng 1-2 ngày là cái nuôi lên, các bạn nuôi 1-2 ngày là cái màu nó lên ổn định lại các bạn. Chứ không phải mà mới mở ra thấy con cá nó lợt. Là anh em nói cá thì xí ghê xuất quắc. Thật ra là con cá nó sống theo cái nền cái màu á. Bỏ cái bịch trắng thì nó sẽ bị tụt màu. Xô lên cho các bạn xem, thì cá này cũng 30k nha các bạn. Cá này mình hất đại lên nè. Có con kia nó cái đuôi nó chà bá luôn rồi các bạn. Thôi để hất đại lên. Đây. Một màu đen thui. Thì anh em nuôi thủy sinh đó, màu đen màu này vô kia thì nó đẹp, phải có mấy con màu đen lên nó mới nổi mới lên mấy con kia các bạn. Bạn thấy cái đuôi giá 30k, cá sinh sản vậy các bạn. Có cá con à. Mà mình không có vớt ra để cho nó ăn luôn. Nó dí nó ăn. Nó đói là dí nó ăn luôn. Thì đây là cái hồ Blue Sa Băng các bạn. Thì cá hôm nay mình xả cái hồ này. Anh em 30.000 cặp, anh em mua 5 cặp tặng 1 cặp. Chơi lớn với anh em luôn. Thì đây là mấy con cá mình mới bắt lên hồ sô nè. Đó. 30.000 cặp nhưng mà mua 5 cặp tặng cặp để bán cho hết hồ lấy hồ lên cá khác các bạn. Còn đây là hồ rồng tím các bạn. Thì rồng tím này cá mái đuôi nó bự các bạn, vẫn đuôi nó bự. Cá này mua mình lên làm giống mà anh em kêu chia mình chia hết luôn. Còn nhiêu đây chắc mai mình bỏ vô lồng đẻ quá. Mình xô lên cho các bạn xem luôn. Đây là rồng tím đây. Mái đuôi tròn các bạn. Thì cá này là giá báo 40k ăn cặp nha các bạn. Bộ này khác cái bộ 25k bữa nha, bạn nhìn thấy mái không? Đuôi rất là tròn. Đó. Mình bắt 30 cặp. Mình về mình làm giống. Mà anh em bữa lụm chi chi anh em lụm giáo à.
giờ còn là mười mấy cặp. Thì cái này mình bán 40k. Còn đây là rồng tím 25k. Cá nhỏ hơn tí, cái máy thì cái đuôi nó không được bự bằng cái đuôi bên kia. Thì cá này là 25k. Thì dòng 25k này là từ hồi lúc mình bán từ đầu tới giờ á, số lượng nó còn ít các bạn. Còn lại khoảng chừng 30 cặp 25k rồng tím này. Nó khác với dòng tím 40k nha các bạn. Còn đây là cái bầy wheel coi sọt. Ui cha, wheel coi sọt của mình nè. Mùa mưa này cá nó dễ đai quá các bạn. Thì còn lại khoảng 10 cặp các bạn. Ai bắt hết 10 cặp này thì mình để 500k hết cái hồ này luôn. Trống nó nhiều hơn bạn, trống nó tới gần mười mấy con luôn, mười mấy con trống luôn. Nhưng mà máy ít. Bắt hết hồ thì mình để 500, và bữa thì anh kia anh bắt hết một bầy rồi, cá quá đẹp. Thì trời đang mưa các bạn, mình quay xong hồ nào mình đẩy lỡ luôn các bạn ơi. Đây là cái hồ vườn coi sọt của mình. Nói chung là nó cũng sắp đẻ rồi các bạn. Khoảng chừng mình dự đoán hôm nào là khoảng chừng nửa tháng nữa. Cái con máy là nó có bầu hết này. Mình đang không chờ bầy con của con này. Hồ rồng đó các bạn. Nước mưa vô nó đầy rồi. Bây giờ là mình phải rút nước ra. Xong rồi hôm nay mai mưa nó tràn nha. Mình sẵn nó hút cạn luôn. Đây là nó hút cạn luôn. Nên mình hút nước ra là một nước nó cạn lỡ bớt rồi. Còn là khoảng 2 tấc nước rồi. Đó. Nhiều quá. Để nước nhiều quá. Cái con ếch nó vô ăn nó chui được. Còn mình để vậy nè. Nó thấp vậy nè. Con ếch nó vô nó chui vô. Nó không ra được từ khi con rắn thôi. Nhắc nó vô cái hồ để cột, hồ thủy sinh để vô phá cái rồi bắn hồ thủy sinh mình luôn. Sau khi mình rút nước ra cho bạn, giờ cho nó ăn cửa chiều. Chiều nay ăn cám, hôm nay toàn là ăn cám luôn. Có rảnh mua trùng nữa, mình mua cái khay đựng trùng giờ nay em để mình quay cho các bạn xem. Mà mình chưa có thời gian để gấp vô nữa. Đây này là đậm nè. Nhắm ăn đậm cỏ. Mình đang tính ra để cho hồ này không bán hồ này. Bán hết mút, không có cá để chơi. Thì đây là cái bầy HB Retro các bạn. Mình đang đẻ con này. Hy vọng là nó mau đẻ sớm sớm. Chia cá cho anh em chơi. Đang trời mưa, quay nước, nước mưa nó vô, nó dần 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 khó chịu các bạn. Chết bớt rồi. Mưa này dầu lắm rồi. Cứ ngày nó lụm vài con rồi vài con. Đây con nó nằm rồi, xuất đi thôi. Trời mưa này vô nó hay bị nước vô. Mình thay nước vào này luôn. Mình nước vào lại mưa này vô lên hết nó cao. Ba giờ mình cho nó ngoài trời. Ba hồ mình cho nó ngoài trời. Người là con rét rồi. Con rét thì con rét thì tạo con nào cũng đẹp. Mình đang có một bầy full Z. Size nó cỡ này nè bạn. Size nó khoảng tầm 2 tháng. Thì nay mai chuẩn bị mình cho nó lên. Thì anh em không chờ đăng ký kênh mình để theo dõi để mình lên cái bầy đó anh em vô lựa nè. Nhìn full Z này đã hay sao các bạn. Quy một màu đỏ. Con trống màu đỏ lên full lưng luôn nha. Còn đây là bầy Bluetooth Bass. Máy nhiều không trống thì chả hiểu luôn. Thì nuôi cái nền đen này nó mình nuôi top view nhìn thấy nó đẹp đẹp các bạn, nên anh em lên cái clip này ai anh em ai cũng đòi mua mà mình còn có nhiêu đây để làm giống à. Như nếu cái bầy này mình chịu đẻ là khoảng trong vòng 3-4 tháng tới là số lượng cá bầy Bluetooth Bass này rất nhiều luôn. Lúc đó mà chia mà thao hồ mà chia cho anh em chơi rất là đẹp. Mình cũng đang kiếm cái bầy Bluetooth Bass mà giá rẻ chia cho anh em chơi mà giờ người ta bán mắc các bạn. Mấy bầy này người ta bán mắc quá nên mình không có dám lấy về sợ bán không được. Hồ này hôm nay bỏ bê luôn rồi. Bỏ bê hôm nay, lát hút nước nữa để tối nay mưa nó tràn tiếp. Thì video của mình tới đây xin tạm kết thúc các bạn. Các bạn thấy hay thì cho mình một like, đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình để lên 10k sub các bạn. Nói chung là còn 2-3 ngày nữa ha.
Thì hiện tại bạn, trời đang mưa rồi, điện thoại mình cũng hết pin này, nên mình kết thúc sớm bạn. Bye bye.